Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn hai mô hình. Một là mô hình mình đang thiết kế cho một cái trường trung học cơ sở nhé. Thực ra là hai trường, một trường trên địa bàn Bắc Từ Liêm và một trường trên địa bàn Nam Từ Liêm. Đấy, tức là gần gần khu vực Cầu Diễn một trường này. Đó, và một trường gần khu vực Xuân Phương. Thì hiện tại mình chưa nói tên. Thế nhưng mà bởi vì là cũng thứ nhất là nói trước thì bước hôm qua thường bước hôm qua, nhưng mà cái thứ hai nữa là cũng là do là người ta yêu cầu là không được nói, đúng không? Không được tiết lộ thông tin khách hàng. Thông thường đấy là cái quy định của bên mình. Đấy. Mô hình thứ hai ấy, là các bạn nhìn thấy ở đây ấy, đó là cái mô hình mà thiết kế là cho cái mô hình mẫu của bên mình tới đây sẽ sản xuất là mô hình lưu động, chứ không phải là mô hình cố định như là mô hình nhà màng nhà lưới. Sở dĩ là phải làm như vậy bởi vì là những cái hợp đồng mà chúng tôi ký khả năng là sẽ chỉ kéo dài là 10 năm một hoặc là 5 năm một thôi, cho nên là những cái nhà rau sẽ không cố định mà sẽ thiết kế theo mô hình là hoàn toàn là có thể di chuyển được từ chỗ nọ sang chỗ kia, đề phòng trường hợp là nhất là giá đất của chủ nhà tăng lên. Chúng tôi đứng thuế đất nông nghiệp ở khu vực Bắc Từ Liêm đã có một số vị trí, tuy nhiên là chúng ta qua kinh nghiệm của tôi là hoạt động trong vòng 18 năm về bất động sản, cho nên cái vấn đề về hợp đồng thuê đất rồi các cái điều khoản rồi vân vân là nó sẽ thay đổi liên tục, đúng không ạ, trong thời gian. Chúng ta luôn luôn phải đề phòng những trường hợp như vậy, và đặc biệt là cái vị trí mà chúng tôi thuê sẽ ở mặt một số con đường, mặc dù đấy là đất nông nghiệp nhé, nhưng mà chúng tôi biết rằng là nó sẽ thay đổi, đúng không ạ. Thế cho nên chúng tôi xây dựng một cái quy mô là 210 mét vuông mỗi một cái khu vực trồng trọt như thế này. Bạn nhìn thấy ở đây thì để một đối với cái mô hình mà của chúng tôi hoạt động hoặc là chúng tôi làm cho các cái hộ gia đình muốn trồng rau theo công nghệ của chúng tôi, theo cái phương pháp của chúng tôi, thì nó là những cái giàn rau. Đây, bạn nhìn thấy đây, đó là những cái giàn rau mà có hai tầng để thùng xốp nhé. Đây gọi như này, hai tầng để thùng xốp này, 1 và 2. Sở dĩ có hai tầng này là bởi vì là ở phía trên ấy thì sẽ tiếp xúc trực tiếp đến ánh mặt trời. Đấy, nhưng lại được che chắn bởi một cái màng ni lông mà chúng ta đã nhìn thấy cái mô hình này ở cái trường mầm non Sao Mai và một số trường khác đấy. Chúng tôi quay video hôm trước đấy. Thì cái màng ni lông này sẽ giúp chúng ta chắn khỏi những cái đợt mưa. Đợt mưa. Mưa đặc biệt là những cái đợt mưa bão rồi những đợt mưa dông gió giật và những cái đợt mưa rào với những cái hạt mưa rất là to và nặng có thể làm cho những cái cây rau màu của chúng ta hoặc là cây mà hai lá màu của chúng ta sẽ bị dập nát và gây ảnh hưởng đến cái chất lượng, cái tốc độ và sản lượng rau của chúng ta. Ở cái tầng bên dưới ấy, thì đó là tầng ươm hạt, thì bình thường là chúng tôi sẽ đậy nắp nhé, đậy nắp là tầng ươm hạt. Nhưng mà cũng có khả năng nếu như mà chúng ta đã có một cái tầng ở bên trên này để chống nắng rồi ấy, thì chúng ta sẽ không cần thiết phải đậy nắp. Tuy nhiên cái việc đậy nắp sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ chống lại những cái con côn trùng khi mà cây rau còn non. Bởi vì côn trùng khi tấn công ở cây rau còn non ấy, thì nó sẽ làm cho cái năng suất nó hoàn toàn là suy giảm. Đúng không? Vì côn trùng nó thường hay tấn công những cái loại rau như vậy. Côn trùng rồi đặc biệt là nó phấn trắng rồi một số loại virus. Cho nên chúng ta cần phải đậy kín nắp. Đây là cái trường hợp mà giả định thôi. Thì các bạn nhìn thấy đây là cái giàn rau, thì ở trên là cái màng ni lông Israel làm theo kiểu hình mái chóp như này. Nó giúp là mưa hạn chế tối đa cái lượng mưa tự nhiên xâm nhập vào. Và chúng ta có thể điều khiển được. Chúng ta lắp hệ thống tưới nhỏ giọt ở trong khu vực này, hoặc là hệ thống tưới nhỏ giọt dạng dây nhé. Đây, chúng ta sẽ đi rích rắc ở trong khu vực này, hoặc là hệ thống tưới nhỏ giọt dạng vòi 8 tia, hoặc là hệ thống và kết hợp với hệ thống tưới phun mù để rửa lá, đúng không ạ? Như chúng ta đã được xem trong cái mô hình video cái này vài ngày trên cái Sao Mai đấy ạ. Các cái hệ thống này thì nó sẽ cao 50cm so với mặt đất. Ở đây thì chúng ta vẽ cái cỏ để cho nó nhìn cho nó dịu mắt thôi, chứ còn thực ra là chúng ta sẽ làm gạch giếng đáy 100% hoặc là những cái bê tông siêu nhẹ. Chúng ta sẽ xử lý nền đất rồi chúng ta sẽ sử dụng cái bê tông siêu nhẹ dày 1,5cm.
có tuổi thọ 15 năm đến 30 năm. Đấy, đặc biệt là loại của Pháp thì tuổi thọ rất là tốt, tuổi thọ rất là cao và khả năng chống nước cực kỳ tốt. Qua cái video mà chúng ta xem ở cái resort Eduland ấy, thì chúng ta thấy rằng là hoàn toàn tự tin có thể sử dụng cái tấm 1,5 ly đến 1,8 ly hoặc là 2 phân 20 ly gì đó để chúng ta có thể làm cái nền và có thể là tiếp xúc trực tiếp với cái nước bên dưới cái nền đất. Thì ở đây chúng ta có thể là làm cái nền đất này, chúng ta săn bằng, chúng ta đổ cái cát lên trên, đồng thời là hoặc là chúng ta sẽ xử lý bằng cách là chúng ta rải một lớp ni lông phủ màng phủ ruộng của Israel lên phía trên, rồi sau đó chúng ta mới để lớp bê tông này lên trên, đúng không? Đặt cái tấm bê tông lên trên đó, thì cái tấm bê tông siêu nhẹ đó thì ở trên chúng ta có thể xếp những cái viên gạch là lối đi, đó là viên gạch giếng đáy để hạn chế cái nhiệt mà hấp thụ bê tông, xếp thôi chứ không cần chúng ta phải xây dính vào với nhau, sau này chúng ta có thể gỡ đi một cái dễ dàng. Thì cái đó là chúng ta sẽ mô tả chi tiết trong một cái video khác đó. Thì cái tầng trên này, mỗi một cái dàn rau này các bạn nhìn thấy đây là có 8 thùng rau ở phía trên và 8 thùng rau phía dưới, và chính vì là chúng ta ươm hạt ở dưới, đúng không? Và trồng rau ở trên, cho nên cái tốc độ mà nảy mầm rồi tốc độ mà quay vòng của một cái lứa rau nó sẽ nhanh hơn gấp 1,5 lần. Thậm chí là thực ra thì thông thường thì chúng ta thường tính là gấp 1,3 lần thôi, tức là tăng thêm 30% cái vòng quay, bởi vì là chúng ta ươm ở dưới mà, cho nên chúng ta sẽ không phải chờ hết cái lứa ở trên, cái lứa ở trên khai thác hết rồi chúng ta mới có thể quay vòng, đúng không? Thì chúng ta lại quay trở lại cái dàn rau, là cái này là cách mặt đất là 50 cm, đây là để hạn chế cái nhiệt hấp thụ trực tiếp vào phía đáy thùng, mặc dù đây là những thùng xốp cá hồi, có những cái độ dày của cái đáy của thùng xốp nó là khoảng 2,5 cm rồi, thì nó hạn chế tối đa nhiệt rồi, nhưng mà chúng ta tốt nhất là để cách mặt đất để tránh là gì, khi mưa nó bắn những cái bụi bẩn mà chúng ta thì đi ra vào cái thùng cái vườn rau này thì chúng ta vẫn đem theo bụi, nhưng ở đây thì chúng tôi sẽ đề xuất là chúng ta sẽ không đi dép mà chúng ta sẽ có cái dép mà đi riêng cho khu vực này, hoặc là cái giày cao su ấy, hoặc là cái ủng cao su đi riêng cho khu vực này để tránh cái bệnh tật nó lây lan thông qua cái đường giày dép của chúng ta hay quần áo chúng ta, và chúng ta sẽ có cái áo khoác riêng cho cái khu vực này, khoác bên ngoài, chúng ta sẽ bỏ dép ở bên ngoài này. Ngoài ra là cái hệ thống này sẽ có hai cái lớp cửa thôi, đây thì chúng ta chỉ vẽ một lớp cửa. Lớp cửa này thì do là nó trồng ở ngoài ruộng ấy, cho nên nó sẽ được rào bằng rào B40, và đồng thời là bên trong ấy, cái lớp bên trong cùng sẽ là cái lưới chắn côn trùng của Israel. Ở trên cái bờ rào này không hề có mái che nhé, nó chỉ lớp B40 và phía trên là hàng rào dưới thép gai. Đấy, chúng ta vẽ ở đây là hàng rào dưới thép gai ở trên này. Đó, nó sẽ đi theo cái hình chéo như này để tránh là người ta thâm nhập vào. Sở dĩ là xung quanh là màng ni lông là lưới chống côn trùng, vì chúng ta từ ngoài lưới chống côn trùng chúng ta còn chống kẻ xấu. Ví dụ có nhiều kẻ xấu họ tạt axit hoặc là họ phun hóa chất ấy, thông qua những cái là vào cái hệ thống của chúng ta, thì thứ nhất là nó sẽ được cái mái che này nó chống đỡ rồi. Cái thứ hai nữa là nó sẽ bị hạn chế tối đa bởi cái màng ni lông của Israel, cái lưới chống côn trùng Israel, thì nó sẽ không xâm nhập vào được ngay. Đó. Hoặc là nếu có mà bị phá hoại thì chúng ta cũng biết là nó ở đâu, từ đâu ra. Đấy. Thì ở trên này thì chúng ta có thể, nếu mà chúng ta trồng hoa ở trên này thì chúng ta có thể trang bị những cái đèn của dạng đông, hoặc đèn mô phỏng ánh mặt trời đấy của dạng đông. Sau đó thì ở dưới chúng ta sử dụng hệ thống tưới phun mù, đúng không? Mà chúng ta sử dụng cái hệ thống điều áp. Thì ở đây thì mỗi lối đi, mỗi khoảng cách của mỗi cái dàn rau này ấy, thì mình hiện nay là mình để là khá dày, đó là khoảng 50 cm một dàn. Ở phía để chúng ta nhìn thấy này, phía mặt tiền này, đúng không? Phía cổng ra vào thì chúng ta sẽ để lối 60 cm hoặc 70 cm, và phía cuối cùng, ở phía giữa của các cái dàn rau này chúng ta sẽ để lối đi 60 cm, và phía cuối cũng vậy, khoảng 60 đến 80 cm, đúng không? Và phía cuối của cái vườn rau này chúng ta cũng để một cái lối đi là khoảng 80 cm.
Thì làm gì để chúng ta vận chuyển những thùng rau này ra. Những thùng rau này là có chiều rộng là 39 cm, nhưng lorry này là có chiều rộng là 50 cm. Để chúng ta làm gì để chúng ta có đủ cái không gian để đảo thùng nhé. Những thùng dưới lên thùng trên này. Và chúng ta nếu mà chúng ta muốn đảo thùng dưới này lên trên thùng trên này thì chúng ta sẽ đi ra vị trí này và chúng ta sẽ bỏ cái thùng trên này xuống vị trí này, rồi chúng ta đảo thùng này lên và đặt cái thùng trên vào vị trí này. Tất nhiên là nó cũng hơi mệt đúng không? Mỗi cái thùng này thì nó sẽ có cái trọng lượng tối đa kể cả rau là khoảng độ từ 16 cân, kể cả nước nhé thì là khoảng 20 cân cho đến khoảng 25 cân một thùng. Nhưng mà chúng ta sẽ không cần thiết là phải để đến 25 cân đâu. 20 cân thì hoàn toàn là chúng ta có thể xử lý được. Nó 18 đến khoảng 25 cân. Tùy loại rau. Ở đây thì chúng ta chưa vẽ cái bể. Tuy nhiên ấy, thì chúng tôi là sẽ sử dụng giếng khoan. Sử dụng giếng khoan. Và cái bể ở bên dưới và hệ thống lọc bên dưới thì chúng ta vẫn có thể đặt một cái bể ở trên này, ở cái vị trí này. Đây. Và chúng ta sẽ hy sinh một cái dàn rau ở vị trí này để làm những cái để trang bị những hệ thống điện. Đấy, hoặc là chúng ta sẽ hy sinh một cái dàn rau ở giữa này để trang bị một hệ thống lọc và hệ thống nước tưới, một hệ thống lọc nước giếng khoan. Đúng không? Tất nhiên là cái việc sử dụng nước giếng khoan này phải xin phép rồi. Còn đây thì là hệ thống dàn rau của cái trường mầm non, trường tiểu học mà chúng ta nói đến đấy ạ. Hiện nay đã là 11 phút 43 giây rồi. Chúng ta cố gắng là những cái video của chúng ta chỉ kéo dài khoảng 10 phút thôi, nhưng mà chúng tôi đã nói hơi quá nhiều rồi. Ở đây thì hệ thống xung quanh hàng rào nó sẽ là cái hệ hàng rào gỗ cách điệu. Về mặt sâu bệnh thì chắc chắn là nó sẽ thâm nhập vào. Đúng không ạ? Sẽ thâm nhập vào vì chúng ta không có hệ thống bảo vệ bằng màng ni lông, lưới chống côn trùng như bên này. Bên này mặc dù lấy trong côn trùng như vậy nhưng mà các cái con côn trùng nó cũng có thể xâm nhập từ bên trên. Bên trên vào. Thông qua mưa rồi thông qua gió vân vân. Đấy, nhưng mà chúng ta làm như này nó cơ động thôi. Còn nếu mà ok nữa chúng ta sẽ làm những cái chùm rau riêng lẻ. Thì cái mức đầu tư nó sẽ cao hơn chút ở bên trên các cái thùng rau. Cái chùm rau mà có lấy trong côn trùng này. Đó. Thế nhưng mà cái hàng rào này nó cũng hạn chế khá nhiều rồi. Còn cái vườn rau này chỉ mang tính khảo nghiệm và các cháu cũng cần biết là các loại sâu nào sẽ tấn công vào cái hệ thống vườn rau này thì cũng có thể nghiên cứu được. Ở đây là một cái cổng chào đúng không ạ? Cổng này có cái cửa này. Cái cửa mở sang hai bên, nếu mà một bên thì có hai bên. Cái cửa này chỉ là ngăn người ngay thôi, không ngăn kẻ gian được. Cái hàng rào này nó sẽ cao bằng các cháu khoảng 1m2 hoặc 1m rưỡi hoặc là 1m4 gì đấy. Thế còn những cái dàn rau mà ở các trường tiểu học ấy, thì nó chỉ có một tầng như thế thôi. Mặt trên cũng là màng ni lông sen và hệ thống tưới tự động hoàn toàn. Hệ thống tưới tự động thì ở đây chúng ta sử dụng hai hệ thống kết hợp, đó là hệ thống tưới phun mù và hệ thống tưới nhỏ giọt tận gốc. Hệ thống tưới nhỏ giọt thì cũng phân ra làm hai loại, đó là cái hệ thống tưới nhỏ giọt theo kiểu trực tiếp trên các cái đường ống, và cái hệ thống thứ hai đó là hệ thống tưới nhỏ giọt sử dụng vòi 8 tia. Hệ thống tưới nhỏ giọt sử dụng vòi 8 tia thì nó sẽ có cái đặc trưng là sẽ phức tạp hơn. Nó cần một cái lực phun đẩy. Đấy. Thế nhưng mà nó lại cơ động hơn là cái đường ống ấy. Vòi 8 tia sẽ đi giữa các cái dàn này. Đấy, cho nên cái việc thay ống, đúng không? Thay cái thùng này nó dễ dàng hơn là cái việc mà chúng ta sử dụng cái hệ thống vòi đi phía dưới thùng, dưới đáy thùng thấm nước ngược trở lại lên. Tùy là cái mục đích, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái hệ thống này nó cố định thôi, không mấy khi phải di chuyển đâu, chắc chắn là như vậy. Còn nếu chúng ta thay bổ sung phân thì chúng ta đổ trực tiếp lên trên, hoặc là nếu chúng ta thay phân thì chúng ta, hoặc là thay thùng thì chúng ta cắt bỏ cái thùng đi và chúng ta thay một thùng khác, và chúng ta lúc đấy lại phải làm lại hệ thống tưới mới. Thế tuy nhiên là những cái thùng này nó không di chuyển, nó cứ để nguyên một chỗ như này 5 năm 10 năm thì thùng xốp này có thể tuổi thọ đến 15 năm. Thùng xốp cao châu mà tuổi thọ rất là cao. Đấy. Còn đối với cái trường như này ấy, thì chúng ta sẽ lắp cái giếng đáy hết trong trọng. Bây giờ quay ra về mặt sản lượng đi. Chúng ta sẽ không tính toán sản lượng đối với nhà trường, bởi vì đó là cái nơi thực hành dạy học. Chúng ta sẽ tính toán sản lượng đối với cái dàn rau mà chúng tôi sẽ chuẩn bị thi công cho chúng tôi luôn. Đấy. Để chúng tôi
tiến hành là sản xuất rau một loạt, một hàng loạt. Bạn lưu ý rằng là cái rau của chúng tôi là hoàn toàn tự nhiên, đã được xét nghiệm ở số 2 của khu Việt, là số 8 của khu Việt, và hoàn toàn là tốt, đạt tiêu chuẩn thượng thừa, tốt cho cái người tiêu dùng. Ngoài ra thì rau rất là mềm, cực kỳ mềm luôn. Ở đây nhá, chúng ta có tổng diện tích trồng trọt nhá, tổng diện tích mà chúng ta tổng diện tích cái khu vực trồng trọt đấy là 200 m², tổng diện tích toàn sân là 250 m², chiều dài của nó là khoảng 25 m², 25 m và chiều rộng là 10 m, là tổng cộng là 250 m² thuê, tức là chia đến một sào đấy. Đây là một đơn vị mà chúng tôi đặt ra để chúng tôi trồng nhé, để chúng tôi thuê. Chứ còn thực ra khi thuê thuê 2-3 sào, mà chúng ta thuê là tính theo năm, ví dụ mỗi sào là 800.000 một năm nhà, ví dụ thế, chúng ta sẽ chưa có cái mức định lượng cụ thể. Nhưng một sào là 350 m², đúng không? Ví dụ thế, một sào 350 m² mà chúng ta thuê là 1.000 m² thì chúng ta thuê khoảng 3 sào, chúng ta hết có mấy triệu một năm ấy mà các bạn, kể cả cái đất ở gần khu vực Hà Nội, đúng không? Tôi nói đến vấn đề chăm sóc đi. Về chăm sóc ở đây ấy, thì toàn bộ khu vực nếu cả một sào trồng rau này, chúng ta chỉ cần có một người trồng rau mà thôi, một người chăm sóc, thậm chí là 2-3 sào cũng chỉ cần một người thôi. Và cứ khoảng độ 2 tháng hoặc 1 tháng thì chúng ta thu hoạch một lần này, gieo hàng một lần này, và bổ sung phân một lần, là chỉ cần đúng một người các bạn. Và nếu như cứ 200 m² thì người ta sẽ mất một người, như vậy sẽ mất khoảng độ 4 tiếng, đúng không? Nửa buổi để mà chúng ta bổ sung phân và gieo hạt lại cho cả lần này thôi, đúng không? Hoặc là nếu chúng ta cứ cho là mất một ngày đi, thì ba sào thì chúng ta sẽ mất khoảng 3 ngày cho một người, kể cả chúng ta có tăng lên 2 người làm thời vụ như vậy thì cũng được thôi, đúng không? Còn nếu như mà chúng ta mà muốn là tất cả, ví dụ chúng ta sử dụng là 30 sào đi, 30 sào thì lúc đó chúng ta thuê hẳn người làm ngày đêm. Đấy, và chúng ta gieo hạt theo định kỳ, đúng không ạ? Và theo cái lịch trình thì làm sao mà tất cả những cái vườn rau sẽ được chăm sóc trong 30 cái sào đấy, thì tất nhiên chúng ta sẽ đủ doanh thu để và lợi nhuận để chúng ta có thể bù chi phí, đúng không ạ? Nhân công. Ở đây thì là cái thùng mặt trên là tổng chúng ta tính thấy là 348 thùng nhé các bạn nhé, 348 thùng chứ không phải là 384, mình gõ hơi nhầm tí, 384 thùng. Đây mình nhân lại này, ở đây là mỗi một cái dàn như vậy thì là có 8 là 16, đúng không? 16 này, ở đây là có 6 6 2 4 6 8 9, 2 4 6, à, 8. À, ta lấy 8 này nhân với lại 6 bằng 48, 48 cái dãy như này, đúng không? Ta nhân lên 48 cái dàn rau, ta nhân lên mỗi dàn là 16 thùng. Như vậy là rồi. 768 ta chia cho 2 thì là 384 nhá. Là 384 thùng tất cả, còn 384 thùng rau tất cả, như vậy là 348. Tầng dưới cũng tương tự như vậy, là 384 thùng ươm hạt và cây mầm, 384 thùng cây lên thẳng, đúng không? Tức là khi chúng ta đảo lên đây là cây sẽ lên thẳng từ cây hai lá mầm lên thẳng thành cây để thu hoạch được luôn. Đấy. Sản lượng mồng tơi, nếu chúng ta tính mồng tơi nhé, là hiện nay là giá của Mega Market Thăng Long, hoặc là giá của kể cả Vinmart ấy, hay là giá ngoài chợ cũng thế thôi, là 70.000 đồng 1 kg. Và chúng ta thường mua những cái mớ đấy, mớ rau ấy là 300 g, tức là khoảng 3 lạng. Đấy, nó chia thành 300 g đấy, một mớ thì nó cũng vào là 70.000 đồng 1 cân thôi các bạn ạ. Là khoảng độ 21 đến 25.000 một cân mà. À 21 đến 25.000 một mớ. Như vậy là suy ra là 70.000 đồng 1 kg. Và nhân với 600 kg một tháng. Tức là tổng cái mỗi một thùng này là 1 cân 2, mà 1 cân 2 mà ta nhân với lại 384 thùng, sau đó nhân với 1,3. Nhân 1,3 tức là gì? Tính là cả vòng quay của những cái thùng bên dưới này nữa,
thì chạy ra là 600 kg một tháng. 600 kg một tháng thì doanh thu cho khoảng 250 m², tức là khoảng 42 triệu một tháng, đúng không ạ? Chúng ta lại quay trở lại cái phép tính đi, cái bản chính tính đi. Ở đây là chúng ta thấy rằng là ví dụ như là 250 m², nhưng nếu mà tính ra sào thì ví dụ cứ cho là một sào thì chúng ta sẽ thu hoạch được là khoảng 1 tấn rau mồng tơi một tháng. Như vậy là 30 sào thì cứ cho là 30 tấn đấy. 30 tấn thì doanh thu nó sẽ rất là khủng khiếp đấy các bạn. Cái sản lượng như vậy là cao gấp 30 lần sản lượng thông thường của cái phương pháp trồng rau quảng canh. Thậm chí là nhiều hơn nhé, bởi vì chúng ta chia nhân 1,5 thì khoảng 45 lần. Chúng ta là nhân là cái sản lượng cao gấp 45 lần sản lượng trung bình của Việt Nam trồng rau ở Việt Nam. Đấy, theo thống kê của chúng tôi. Đúng không ạ? Sản lượng rau muống thì khoảng độ nhỏ nó ít hơn, vì cái rau muống này, rau muống lá tre nó nhẹ hơn rất là nó một thùng nó chỉ được 600 gram thôi, tức là 6 lạng trong một tháng là tối đa. Thì sản lượng rau muống của chúng ta là tính 400 kg một tháng trên 250 m². Và cái giá rau muống lá tre hoặc là rau muống Thái Lan là 68.000 đồng một cân chia thành 3 mớ. Đấy. Chia thành thực ra là 3,5 mớ. Và nhân với 400 gram thì chúng ta sẽ có 27 triệu doanh thu một tháng. Chúng ta ấn chúng ta làm hơi viết là hơi nhầm một tí, 27 triệu hôm qua là hơi buồn ngủ. Sản lượng rau húng thì là 350 kg một tháng. Đấy, để chúng ta tính cả thùng dưới thùng trên đấy. Và cái giá của rau húng này, rau húng này thì người ta chia thành cái gói 50 g, các cái mớ 50 g, thì tôi tính ra là 220.000 đồng một kg nhân với 350 kg một tháng cho 250 m², tức là 200 m² trồng trọt, thì bằng trừ lối đi đấy bằng 70 triệu một tháng. Nếu chúng ta sử dụng rau mùi tía đi thì là 60 triệu một tháng, và riêng tía tô thì cái giá trị kinh tế nó cao hơn, nhưng mà thời gian mà trồng lên cây tía tô nó sẽ chỉ bằng một nửa, mặc dù tức là nó không phải một nửa mà là nó gấp đôi, gần như là gấp đôi thời gian trồng một cái cây rau mồng tơi. Đó. Thì nếu như chúng ta mà quy hoạch là 10 hecta, không phải 10 hecta mà là 10 sào hoặc là 30 sào đi, thì chúng ta sẽ trồng 30 loại cây khác nhau. Nếu mà cây nào mà bán được chạy nhất ấy, mà lượng tiêu thụ mạnh nhất, thì chúng ta sẽ tăng cái diện tích đó lên. Diện tích trồng cái cây đó lên, ví dụ là 2 sào, còn cái diện tích kia sẽ giảm đi. Chẳng hạn như vậy. Đó. Thì theo tôi suy nghĩ, suy đoán ấy, thì là những cái sản lượng những cái rau tía tô này sẽ là tương đối cao. Mồng tơi thì sẽ tiêu thụ sẽ gấp khoảng 5 đến 10 lần cái rau sống khác. Những cái quán nhậu thì họ cũng tiêu thụ rau sống, rồi hành những cái thứ, đúng không? Hành thì chúng tôi chưa thử nghiệm và đo đếm được cái thời gian từ khi gieo hạt, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó sẽ rất lâu. Ok. Như vậy là thời gian của chúng ta đã là 23 phút rồi. À, quên, chúng ta lại nói đến tổng mức đầu tư. Tổng mức đầu tư nếu chúng tôi thi công và bán cho khách hàng hệ thống này thì là nó trung bình là khoảng 6 triệu, 7 triệu gì đấy. Chúng tôi chưa tính là từ 5 đến 7 triệu một cái dàn như này. Nếu khách hàng sẽ mua số lượng lớn thì cái giá nó sẽ còn giảm đi. Chưa kể tính bờ rào nhé, chưa tính bờ rào này. Đấy, và chưa bao gồm hệ thống tưới tự động. Đấy, thì các bạn thử tưởng tượng rằng nếu như các bạn là trồng tía tô đi và các bạn bán theo giá thị trường hiện nay, nếu các bạn tiêu thụ tốt nhé, quảng cáo tốt và quản trị tốt về vấn đề sâu bệnh vân vân, về vấn đề hệ thống tưới cung cấp đầy đủ nhân lực vật lực, đúng không ạ, thì các bạn sẽ sau 2 tháng các bạn sẽ hoàn vốn. À không, 2 tháng thì chưa đến, nhưng mà trừ đi các chi phí khác thì khoảng 3 tháng, cho 3 tháng hoàn vốn thôi. Trồng rau thì nó có lợi thế như vậy, nhưng mà có một cái rủi ro về mặt nông nghiệp ấy là chúng ta không có khâu chế biến, đúng không? Nếu không có khâu chế biến thì dẫn đến là những cái rau của chúng ta sản xuất ra là chúng ta nếu không bán được chúng ta phải bỏ đi. Và hoặc là thì đấy là những cái mà cái rủi ro của ngành nông nghiệp. Nhưng mà theo tôi ấy, thì đối với những người đầu tư bài bản như này ấy, thì họ sẽ có những khâu chế biến, rồi những khâu tiêu thụ đặc biệt, ví dụ như khâu bảo quản đưa vào các siêu thị như là Vin, như là Home Farm, như là Garden, gọi là Metro Mega Market, thì bạn có quyền, hoặc là đưa ra cả ngoài chợ nữa, chúng ta sẽ bán đại trà và thậm chí bán lẻ cho các hộ gia đình theo những hợp đồng định kỳ. Wow, chúng ta có những chính sách để chúng ta tiêu thụ được sản phẩm của chúng ta. Nhưng trước khi có sản, trước khi mà chúng ta được muốn tiêu thụ nó thì chúng ta phải có hệ thống này, dẫn người ta đi tham quan vân vân, để chúng ta cho họ thấy rằng là rau chúng ta sạch thế nào, rồi thì cho họ sẽ xem
để xét nghiệm và thậm chí dẫn họ đến cái nơi xét nghiệm là số 8 công việc để chúng ta kiểm tra kết quả xét nghiệm, đúng không ạ? Để cho thấy chất lượng dòng. Ok, trân trọng ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.